À, xin hướng dẫn các thầy cô chúng ta một cái phần mềm dạy học trực tuyến tương đối rất là hay và phổ biến hiện nay, đó là phần mềm Zoom. Đối với phần mềm Zoom này thì các thầy cô nên thực hiện bước đầu tiên, đó là chúng ta vào trang chủ zoom.os. Các thầy cô vào ở chỗ chữ trên đầu hay các thầy cô cái dòng recessi này nè, chúng ta download cái phần mềm Zoom về cài cho máy tính. Chúng ta download cái phiên bản đầu tiên hết nè các thầy cô. Zoom Client Permission này là dành cho máy tính nè. Rồi chẳng hạn tôi download về. Ở đây tôi có tạo tài khoản rồi ha, tôi thoát ra tôi hướng dẫn các thầy cô lại. Sau khi chúng ta download về xong rồi chúng ta tiến hành mở lên là cài bình thường thôi các thầy cô, mở lên cài đặt bình thường thôi, cứ nét nét tới hoài là nó cài thôi các thầy cô. Đây tài khoản tôi có sẵn rồi ha, tôi log ra để tôi hướng dẫn thầy cô đăng ký. Rồi á, các thầy cô có thể đăng ký trên cái trang chủ zoom.us này cũng được nè các thầy cô. Zoom.us hoặc là các thầy cô ta cài xong cái phần mềm Zoom Cloud Meeting này rồi á thì các thầy cô có thể đăng ký ở đây cũng được. Ở đây có thể đăng ký bằng tài khoản Gmail, Google ha, hoặc là tài khoản Facebook. Tôi đăng hoặc là mình đăng ký trực tiếp bằng nhấp cho cái chữ mà sign up free này nè, cũng được luôn ha các thầy cô. Rồi nhấp vô chữ này cũng được. Rồi các cô đăng ký tài khoản nào thì các thầy cô gõ vô tài khoản đó thôi. Rồi chẳng hạn tôi đăng ký bằng tài khoản là 88 đi, cộng gmail.com. Rồi, mình nhấp vô chữ sign up thôi các thầy cô. Rồi mình sẽ kiểm tra email. Nó sẽ gửi cái mail kích hoạt. Đây các thầy cô muốn đăng ký thì chúng ta phải kích hoạt mail ha, tôi đăng nhập cái mail đó các thầy cô có điện thoại mình ta cài cái app về đăng ký nó sẽ đơn giản hơn ha. Đây nó gửi mail về, nó gửi mail kích hoạt cho mình nè, mail của Zoom nè, mình nhấp vô và mình bấm ngay chữ active là coi như mình đăng ký xong rồi các thầy cô, là cách đăng ký trên máy tính thôi đó, coi như chúng ta đăng ký xong rồi các thầy cô đặt tên và họ của mình vô. Fit name là như Trần đi, đây là Quang Diễn. Rồi bát thì nó phải có một chữ in qua đầu tiên các thầy cô, còn phía sau cho thì chữ thường và số, không có chữ in qua đầu tiên nó không có nhận các thầy cô. Lặp lại bát 8 ký tự là được, trong đó có một chữ qua một số, còn phần này các thầy cô bỏ qua luôn cũng được ha, nhấp vào chữ kép luôn bỏ qua luôn. Rồi coi như chúng ta đăng ký thành công rồi đó các thầy cô. Để cho cái quá trình mà các thầy cô có thể tiến hành dạy online hoặc học online thuận tiện thì các thầy cô có thể vô cài đặt ha. Chúng ta nhấp ngay biểu tượng này các thầy cô. Đi vô tài khoản của mình để cài đặt. Các thầy cô mở lên trước đi rồi chút xíu chỉ xong là không được. Các thầy cô nhấp cho chữ Start Meeting Now nè. Nó sẽ hỏi mình là mình mà có mở ứng dụng Zoom không? Mở lên. Thì ứng dụng mình cài nó sẽ tự động mở ha các thầy cô. Mở rồi mình nhập tài khoản vô thôi đó. Rồi sau khi mình mở lên rồi thì mình thường thường mình sử dụng là mình sử dụng cái share screen này, là chia sẻ màn hình, quay màn hình để dạy học đó. Thì mình hay dùng cái nào thì mình chọn cái đó thôi, còn không mình bỏ qua luôn cũng được. Ở đây là chức năng chia sẻ màn hình, ở đây là chia sẻ âm thanh và những cái clip ở trên màn hình hết.
Còn đây là chia sẻ ứng dụng, chia sẻ bảng trắng dân dân. Mình không thích cho chia hạ hết màn hình thì mình chia sẻ một phần của màn hình thôi, mình vẽ một phần của màn hình thôi. Hạn như đây chia sẻ một khúc nhiêu nè, những cái nào nằm trong đây thì mình chia sẻ, còn không thì mình bấm cái new share, mình chia sẻ hết cái màn hình đi cho bác sĩ là hết màn hình luôn. Nó là chia sẻ hết tất cả những gì mà mình nhìn thấy. Còn ngay chỗ cái biểu tượng này là âm thanh ha, âm thanh mình nói alo 1 2 3 4, mình nói âm thanh chia sẻ cho người ta được thì mình có nhấp dưới đây. Mà muốn cho người ta thấy hình của mình thì mình mở cái chỗ cái Star Wheel này lên. Đa số laptop thầy cô mà cái cam nó còn, cái camera nó còn thì mở thấy. Còn laptop mà bị laptop tôi nó bị hư rồi, nó cái cam nó đen thui các thầy cô nhìn không thấy. Mình muốn cho hiện tất cả cái cam của học sinh thì mình vô chữ small này nè, mình cho nó show video. Đây bình thường nó chế độ ẩn hay các thầy cô. Tôi tắt cái cam tôi lại đi. Show show video panel là hiện tất cả những cái video, những cái người đã vô vô nó vô cái phòng của mình đó. Nghĩa là coi như là mình đã tạo được một phòng đó. Hình như thời lượng tối đa của nó là chỉ có 40 phút thôi các thầy cô. Tổng cái thời gian chúng ta dạy online là 40 phút. Vậy thì làm sao để cho học sinh nó có thể vào mình dạy, chẳng hạn như khi mình dạy cái một cái bài PowerPoint. Rồi, tôi đào một cái bài PowerPoint về đi. Mình có thể dạy trực tiếp được các thầy cô. Ở đây mình học sinh có thể vào học trực tiếp, mình chiếu cái gì thì học sinh nó nhận được cái đó ha. Và thậm chí mình có cái bút ở đây mình chú thích trực tiếp trên đây luôn ha. Rồi vẽ chú thích hoặc là bôi xóa gì đó. Học sinh nó cũng có thể thao tác vẽ chú thích và bôi xóa trực tiếp trên màn hình của mình được luôn. Học sinh nó có thể thu vào, thu nhỏ phóng to, điều khiển màn hình mình đều được hết ha. Thì ở đây các thầy cô đây mình thử mình đưa một cái đường link cho học sinh nó vô. Coi thì mình nhấp vô cái chữ mo này nè các thầy cô. Nó có chữ invert nè. Đây là mình chia sẻ. Đây thì ở đây nó có chia sẻ đường link, là ai có đường link thì vô được. Còn đây là chia sẻ cái tên cộng mật khẩu của cái phòng của mình. Mình nên chia sẻ bên đây ha. Bây giờ một số cái điện thoại mà của iPhone với iOS đó, mình chia sẻ đường link nó nhấp nó không có vô, nó bảo mật. Cái đó mình nên copy bên đây đi. Rồi mình chia sẻ qua Zalo, Facebook, qua đâu cũng được. Tôi đây thử nghiệm thử hết rồi cô. Đó, khi gửi qua đó. Mình thử nghiệm gửi cho vợ mình nhiều quá nó chặn luôn rồi. Đây một cái tài khoản mình mới tạo, mình thử nghiệm trong đây thôi. Thử nghiệm trong tài khoản này đi. Mình chia sẻ đường link qua để người nào nhận được link thì người ta nhấp một cái thì người ta sẽ vô được hay các thầy cô. Đó, nó hiện lên hai người nè. Đây tôi dùng một cái tài khoản khác cho nó hiện ra hai cách thầy cô. Nghĩa là những cái người nào học thì nó sẽ hiện view lên đây hết ha, ai vô sẽ hiện view lên đây hết. Và tôi có thể đưa cái màn hình, tôi muốn coi cái màn hình ở trên đây của học trò thì tôi dùng pin view ngay cái đây, nhấp chữ pin view. Rồi thì sau đó tôi tắt cái xe đi ha, tôi tớp cái chỗ cái chữ xe này đi thì tôi mới thấy được cái màn hình của học trò nhấp vô đây đó. Thì trên màn hình của học trò thì nó sẽ thường thường thì nó sẽ quay cái mặt của nó thôi, nó đưa nó học mà. Còn mình muốn coi trên học trò nó đưa cho mình những cái bài nào đó thì mình nhấp lên cái chữ xe trên, kêu học trò nhấp chữ xe trên máy của nó. Rồi nó có thể cho mình xem những cái gì đó trên máy của nó.
Thì mình sẽ coi được những cái chia sẻ trên màn hình của nó. Nó mở cái gì thì mình coi được cái đó, chẳng hạn như nó cho mình coi cái bài tập của nó. Ví dụ thôi, bài tập của nó làm hoặc là một cái đoạn gì đó nó làm. Chụp nó gửi cho mình thì mình đọc được thôi ha. Ví dụ thôi các thầy cô. Ví dụ như thế này đi, đó. Học sinh nó gửi cái bài của nó cho mình coi thì mình sẽ coi được hết. Tương tác rất tốt với các thầy cô. Có thể thu nhỏ phóng to luôn đó các thầy cô, nhấp hai cái phóng to thu nhỏ lại luôn. Thậm chí trên màn hình của học sinh có thể thao tác dễ lên cái người thao tác dễ lên cũng được luôn ha. Đó, tương tác trực tiếp rất là hay các thầy cô. Khi mình không muốn cho thấy cái màn hình của học trò nữa thì chúng ta sẽ tắt cái xe của học trò đi, chúng ta gỡ cái video này đi, unspin là gỡ xuống hay các thầy cô. Chúng ta sẽ share lại cái màn hình của mình dừng cái này, mình share lại cái màn hình của mình thôi. Đây một cái phần tương tác rất là tốt với các thầy cô. Dạy trực tiếp trên nền của Office, PowerPoint, Word, PDF hay những cái hình ảnh hay cái gì cũng cũng có quyền dạy được hết ha. Do đó cái phần mềm này chủ yếu là chúng ta dạy PowerPoint mà chúng ta có thể quay ghi hình đầu lại á, là chia sẻ cho học sinh và dạy trực tuyến đối với học sinh tương tác thì nó rất là tốt. Còn chức năng quan trọng với các thầy cô trong quá trình mình dạy, mình muốn quay lại toàn bộ quá trình mình dạy đó để cho nó ra một cái file, cái file video để cho mình đăng lên YouTube, mình chia sẻ link cho học sinh, thì mình vô chữ small này nè các thầy cô, nó có chữ ghi á, quay hình đó, record nè, nhấp vô chữ record thôi. Chừng nào mình muốn bắt đầu ghi từ đâu ha, chẳng hạn như bắt đầu ghi từ đầu bài đi, nhấp vô cái chữ record thì nó sẽ quay đó, nó sẽ bắt đầu nó quay đó, ghi lại. Tôi ví dụ đó ha, nó quay đến khi nào mình kết thúc cái tiết dạy rồi thì nó sẽ save cái video đó lại cho mình. Muốn coi video học sinh lại thì bấm chỉ show bên tin lại ha, để nhìn thấy được những cái video của học sinh. Để đâu bên nào trống cũng được ha các thầy cô. Đây là cho trống. Đây vừa vẽ vừa tương tác cũng được nữa ha. Và học sinh nó cũng có thể phản hồi tương tác lại của mình luôn, nó cũng vẽ hoặc nó xóa cái tương tác của mình cũng được luôn ha. Tôi thấy phần mềm này rất thích hợp, chủ yếu là mình dùng học trực tuyến là nhiều, thậm chí học sinh nó cũng có thể phát biểu nói chuyện được đó ha, giơ tay phát biểu chẳng hạn. Đây hát thầy cô, nó ở trên cái máy của nó cũng có chức năng mo đưa phát biểu hình gọi nó thôi, mình cho nó nói chuyện hoặc là pin video nó lên chẳng hạn, hoặc là chat cũng được đó ha các thầy cô. Đây cũng có chat được nữa, chat thì màn hình nó hiện gì thì mình coi thử ha, pin video nó lên coi thử cái màn hình nó hiện cái gì. Chat thì màn hình nó cũng hiện lên mấy cái biểu tượng chat trên đây các thầy cô, nó báo tin nhắn này thôi. Học sinh mới muốn share cho mình hay share tài liệu hoặc share màn hình, share gì cũng được hết, nó cho mình coi gì thì mình thấy được cái đó để dùng để mình cho bài tập, giao bài tập nó rồi nó làm rồi sau đó nó chụp nó làm xong rồi nó share màn hình, nó đưa vô cuốn tập nó cho mình coi, vậy thì rất là tốt các thầy cô. Rồi khi mình gỡ anh spin ra thì coi như mình không có coi của nó nữa, thì mình bấm mình share lại cái màn hình của mình trên đây. Chừng nào mình không dạy nữa thì mình kết thúc ha, mình nhấp vô small là chữ end meeting là kết thúc, không có dạy nữa ha. Đây kết thúc thì học sinh nó sẽ thoát ra khỏi phòng.